Chào tất cả các bác vào buổi tối của em nha. Phiên nay là mấy cái mặt hàng. Tối nay em mới về hàng trong chiều nay là tối em bán đây các bác nhá. Nay em bán hoàng nhạn châu này, đồ quế tím này, rồi hàng combo này kia. Bác nào mà chốt đơn nào thì cứ gọi điện theo số của em là 0834981431 các bác nhá. Đó, đây là hình lô đầu tiên là combo trâu với nhạn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hai cây nhạn nữa. Đó, lô đầu tiên em bán cho các bác là 200k. Đó, đây là hình đầu tiên nha các bác nhá. Đây. Và tiếp tục là lô thứ hai nhá. Lô thứ hai này là cây to hơn này. Đó, rất là đẹp luôn. 1 này. 2 này. 3 này. Đó, hai cây rất là đẹp luôn này. Có một cây thân dừa này nữa. Về các bác có thể kích ra được cây con này nhá. Đó, cây này các bác có thể kích ra được cây con. Cây này dài tầm 40 phân nha các bác nhá. Tầm 40 phân cây dài này. Đó, cây này rất là dễ ra con này. Đó, đơn này em bán có 300k thôi các bác nhá. Cây to, ba cây to với lại một cây nhỏ nguyên bản này nhá. Đây là hình thứ hai. Hình thứ ba là hoàng nhạn. Tháng 4 cây khủng này. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này là đây, cây này là 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá luôn nhá, rất là khủng với lại đẻ ra cây con. Đó, các bác mua cây thân dừa như thế này nó rất là nhanh đẻ ra con này. Đấy, bây giờ cây con của nó đang đẻ ra này. Đây, cây này rất là khủng luôn nhá, 8 cặp lá luôn này. Lá cong xếp rất là đẹp luôn. Lá cong xếp rất là đẹp. Cây mẹ bồng con này em bán có giá là 500k thôi các bác nhá. 500k hàng khủng này, đây là lô 3 này. Và tiếp tục là lô 4 này. Lô 4 là hoàng nhạn. Đây, hoàng nhạn nguyên bản, nói chung là cả giống cả to, vừa chơi hoa vừa được ngắm cây. Đó, 2 3 này. 4 này. 5 này, rất là đẹp. 6 này. 7 này. 9 cây nha các bác nha. Đó, lô này em bán chỉ có 200k cho các bác thôi. Đó, có 200k thôi nha các bác nhá. Đây là hình số 4. Và hình số 5 là hàng combo này. Hàng combo này em gồm có sóc này. Cây chinh bạch rất là to luôn, bụi rất là lớn luôn này. Đó. Rồi cây hải âu này, quế tím này. Đây này là 3-4 loại hoa luôn. Với lại một cây nhạn rất là to, cực kỳ đẹp luôn. Đó, lô này em bán có giá là 200k này. Có một cây nhạn rất to luôn. Đó, cây nhạn to rất là đẹp luôn. Có 200k hàng combo rất là nhiều. Bác nào không lấy đơn này rất là tiếc luôn, tại vì rất là nhiều loại hoa. Đây là hình 5. Và hình 6 các bác nhá. Hình 6 đơn này là toàn cây cặp nhá. Cây cặp này các bác có thể mua về là được ngắm. Còn cây con như thế này là các bác về là được ngắm này. Còn mấy cây to thế này các bác được chơi hoa. Đó, mấy cây to sang năm để chơi hoa hết rồi này. Đó, mấy cây này như thế này các bác có thể chơi, có cây thì các bác được 2 ngọn hoa, 2 cây là 4 ngọn hoa. Đó, 1, 2, 3. Đó, 3 cặp như thế này bán có 200k thôi các bác nhá. Đó, 300k này. Đây là hình 6. Rồi tiếp tục là hình. Đây là hình 7 nhá. Hình 7 này, 1 này. 2 này. Mua nhiều như thế này về các bác có thể sổ hoa này nhá. Đó, tại vì tháng 4 ở Buôn Đôn nó nói chung là tháng 8 nó cũng có. Nhưng mà nó ít, nhưng mà về các bác mua về sổ hoa nó mới có được. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 toàn cây nó đều nhau luôn, 17 18 này, 8 này, 19 này. Đó. 20 này. 21 này. 22 này. 23 24 và tổng thể là 25 cây nha các bác nha. Nó đều nhau chứ không phải hàng giống nhá. Nó đều nhau. Sang năm các bác có thể sổ ra hoa này. Đó, lô này em bán có giá 450k em bao ship này. Đơn này 450k 25 tổng thể nhá, 25 cây 450 em bao ship nha. Các bác chỉ cần trả 450 thôi, còn ship cứ để em trả cho nhá. Đó. Đây là hình số 8. Và tiếp tục là phần số 9 này. Phần số 9 là cây nhạn rất là đẹp luôn. Đó. 1 này, một khúc mà được 2 cây như thế này quá đẹp luôn. 2 này. 3 này. 4 này.
5 này. 6 7 7 cây như thế này, lô này em bán có 300k thôi các bác nhá. Đó đây là hình 9. Ơi hình 9. Và tiếp tục. Đây là hình 8 nha các bác nha. Xin lỗi các bác nha. Đây mới là hình 9 này. Đó, đây là hình 9 này, hình 9 là hàng rời. Bác nào mà chưa có hàng, bác nào mới chơi chơi lâu năm á thì có lũa về ghép thì các bác về ghép mấy cây rời như thế này. 2 này. 3 này, đó cây này cực kỳ đẹp luôn. 4 này. Cây này nó có cây mẹ bằng con luôn nha. 5 6 này. Toàn cây to luôn. 8 cây như thế này, 8 cây to như thế này em bán có 200k thôi. Đây là hình số 9. Và tiếp tục là hình số 10 là lô quế tím khủng nhá. Lô quế tím to này. Đó lô này thì được có một cây này được bao nhiêu cặp lá luôn? 1 2 3 4 5 6, 6 cặp rưỡi này. Đó. 6 cặp rưỡi vậy là con nhỏ đấy. Đây. 2 đây. 3 này, cây này là 4 này. 5 này. Đây cây này rất là rụt và đẹp luôn này. 6 này. 7 này. 8. Cây này rất là mập luôn. 9. 10, 11 này. Đó. 12, 13 và cây cuối cùng của cây quế tím là cây khủng nhất này. Có đẻ ra cây con. Đó. Cây này là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cặp lá mà đẻ ra cây con rất là đẹp. Xếp rất là rụt luôn, rất là đẹp luôn. Đó cây này em bán 250k nha. Nó 250k, đây là hình 10. Và hình 11. Hình 11 là cũng là cây nhãn to nhá. 1 này. 2 này. Cây này rất là to luôn. 3 này. Cây này cũng cây chị em nha, cây to luôn. 4 này. 5, 5 cây to thế này em bán có 300k thôi các bác nhá. Quá rẻ luôn, cây to luôn nhá. Đó. Đây là hình 11. Và hình 12 em có một cây trâu nguyên bản này. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái bản lá của nó cây rất là xanh và đẹp. Đó, cây lá xanh và đẹp luôn nhá. Đó, cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này là 2 cặp rưỡi lá mít rất là đẹp luôn nhá. Đó, cây này em bán có 200k thôi các bác nhá. Đây là hình 12. Và tiếp tục là hình 13. Hình 13 là lô trứng bướm này. Đó, cả chùm trứng bướm như thế này em bán có 100k này. Có cả cây to, một cây mẹ con này. Đó, có 100k thôi. Chắc tầm 30 cây, 35 cây á. Đó. Đó, chắc tầm đó thôi các bác nha. Tầm hơn ba mấy cây. Đó, đây là hình 13. Và hình 14 là cây bạch ngọc hải âu này. Cây bạch ngọc hải âu này là mẹ bồng hai con luôn nha. Nguyên bản, cây này thì nói chung là kiếm thì nó cũng khó. Nguyên bản kiếm rất là khó luôn. Thường thường thì cây bạch ngọc hải âu toàn lấy cây rời. Giờ mới có được cây nguyên bản như thế này mà được hai con như thế này. Vì nói thật là cây như thế này là người ta ít khi trồng lắm. Người ta lười trồng á. Còn bây giờ là nguyên bản như thế này là các bác chỉ cần về treo lên, không cần phải trồng nơi này thế kia. Đó, cây này là mẹ bằng con cực kỳ đẹp luôn. Cây này có giá 150k nhá. Đó, đây là hình 14. Và hình 15 này. Hình 15 là cây trâu này. Đó, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Toàn lá mít rất là đẹp luôn này, mà có 300k thôi. Đó, đây là hình 15. Hình 16. Hình 16 là cây nhạn 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 cây nha các bác nha. 27 cây nói chung là cây đều nhau chứ không phải hàng giống con đâu, cây đều nhau. Nên này bán có 300k nha các bác nhé. Đây là hình 16. Và hình 17 là hàng đẹp nhất hôm nay này. Đó, hàng này là hàng em lựa nhá. Cây to đều nhau một. Cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhá. Đó, bác nào lấy đơn này về sưu tầm thì đúng bài luôn. Đó. Đây, 2 này. 3 này. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Bác nào không lấy đơn này phải tiếc luôn á. 4, cây rụt này rất là đẹp luôn. 5, toàn cây to luôn nha các bác nha. Đó. 6 này. Đó, cái lá của nó rất là đẹp luôn này. 7 này.
8 này. Đó rất là đẹp luôn. Lá nó rụt trì toàn là lá mít rụt luôn. 9 khúc lá mít rụt thế này. Với lại cái to nhá. Đó lô này em bán có giá 1 triệu nha các bác nhá. Đó đơn đẹp nhất của hôm nay là em bán luôn á. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là hình 17. Và tiếp tục là hình 18. Hình 18 là cây này nhìn rất là độc luôn. Có một cây này lá đỏ này. Đó, cây này lá đỏ đỏ nhá. Em không tính. Em chỉ tính cây này này. Cây này coi như là hàng em tặng nhá. Đó, cây này là hàng độc nhất này. Cây này là nó kiểu là đột biến lá luôn á. Cây này là đột biến lá này. Đó. Cây như thế này nó còn nhăn, với lại nó ra được hai cái ngọn này như thế này. Đó, nó xỉa ra hai cái ngọn như thế này. Đó, người ta hay gọi cây này đột biến lá này. Chứ không phải lá sọc. Lá sọc là người ta gọi là lá phát tài. Chứ cái lá như thế này mà nó đẻ ra như thế này là đột biến lá nhá. Đó, đột biến lá là cây nó đẻ như thế này. Hay bị dị tật này kia. Đó, cây này nhìn rất là độc luôn. Đây, cái lá nó nhăn, rất là đẹp. Đó, đây, cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Đó, cây này rất là hiếm khi gặp luôn. Đây, 100 cây, đúng một cây này là chúng thôi hôm nay đây các bác ơi. Đó, bác nào trả đơn này thì cứ gọi về theo số của em nhá. Em không trả giá đâu nhá. Vì trả giá trên live thì mệt lắm. Đó, đây là hình 18 và hình 19. 19 là cây trâu toàn lá mít cực kỳ đẹp luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6 cây lá mít rồi nha các bác nha. 6 cây lá mít rất là đẹp. Một cây lá mít cực kỳ to và đẹp và dày luôn. Cái lá rụt hết nhá. Có ngọc hòa con ra một nụ rồi. Đó, đơn này em bán cái giá là 400k này. 400k này. Đây là hình 19 của ngày hôm nay. Đó toàn lá mít thôi. 19 nha. Và tiếp tục là hình 20. Em còn em tưởng là hết rồi. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. 7 khúc như thế này em bán có giá 350k. Đơn này nó cũng to đều nhau và đẹp. Đó, đây là hình 20 của tối nay. Đó, bác nào mà yêu đơn nào thì các bác cứ chốt đơn đó rồi gọi điện về theo số của em nha các bác nhé. Em chào tất cả các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.